Ôi, ok rồi, đây, mình sẽ trả luôn nha. Ok nha bạn ơi, sẽ trả mà trả nha. Anh dạ ơi, cho em xin tiền đợt trước mà anh vay. Đến hôm nay là hơn một năm rồi anh cứ nhây nên em xin lại. Hình bóng anh in sâu trong tâm trí em vô thức cả đêm lẫn ngày. Giờ gặp được anh ở đây rồi nên là mong anh ra đường chạy nhá. Có không giữ thì là mất đừng tìm, đã cho vay mà lại còn đi đòi. Không thèm sủi tao cứ đứng im, tao mà tức thì mày đừng có hỏi. Bố mày là cha when I'm on a beat. Tuy là bố mày vay nhưng nhà bố vẫn lít. Vay có mấy trăm mà cứ như cả lít. Đã thấy bố mày trả nó bố mày sủ luôn. Ok, ok, ok. Làm gì thì các cô cũng biết, cháu đi đâu thì các cô cũng hay. Các cô soi là bởi vì nhiệt huyết, còn cháu lại cảm thấy rất cay. Nếu hôm nay cháu không đi làm về thì rất có thể là cháu ra đê. Thằng này ẹo có khi là BD, sáng diễn viên chiều tối đêm làm chúa. Cô muốn tốt mày là bảo tắt mắt, mặt trông hãm mà lại hay ngáp vặt. Không chơi đồ mày nghĩ cô tin chắc, làm như thế cả xó mất mặt. Cô nói một thì mày nên hiểu hai, chơi một mình thì mày dễ mất lái. Chơi hai mình thì lại phê vãi xoài, nhớ lần sau chơi là phải dù cả cô nữa đấy nhó. Ta bị cận, ta ba độ, nhìn từ xa tờ đi hô hóa ra là hiệp đỗ. Mẹ con nhà mày ăn rau muống uống nước gôi, cứ bô bô làm mình idol. Đồ what, chơi đồ hàng, tưởng mình sang hóa ra toàn là sáng. Trông hơi hèn, nhìn quen quen hóa ra đi khách trên đường hàng fan. Để tao nói cho mày nghe cái cách mà tao thống trị cái chợ. Bởi tuy tao bán cá nhưng mà là cá hôi, nên mẹ con mày hầu như không có cửa chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm không có. Nên tao chỉ biết cười mày lợi đợi đặt trên, sức khỏe đặt dưới. Mày chỉ khiến tao cảm thấy ói mửa. Ê, ê. Rồi bây giờ để ba mày lái trap lại cho nó dẻo nhá. Ôi mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ bị điên à? Việc gì phải sợ? Ui bà ấy như kiểu chuẩn bị bắn ulti. Một khi đã chơi thì tao phải là số 1. Lá chắc với tao thì mày chỉ có bó bột. Đòi xem tao về rap cho khi kiến thức của mày chỉ đã có mặt. Mày chỉ biết sao về nơi là đứng có mày thằng ngôn nóc rồi. Tao khuyên mày là nên rap chậm thôi. Đừng đua đòi mà hãy rap chậm thôi. Sống chậm thôi, rap chậm thôi. Nhưng mày tính thì phải thật nhanh, thì phải thật khỏe mới edit được hay. Muốn nhanh muốn khỏe hãy đến đây ngay. PC Market số 2 đường 10. Đến ngày hôm nay nhá.